Xin chào cô chú anh chị thân mến đang theo dõi kênh YouTube Nhà đất Bình Dương Hưng Phạm ạ. Hôm nay em đang có mặt tại là trước Ủy ban Nhân dân của xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để di chuyển vào vị trí nền đất giới thiệu đến cô chú anh chị mình một nền đất giá rẻ thích hợp với cô chú anh chị mình mua để cất nhà hoặc mua để đầu tư ha. Từ vị trí Ủy ban Nhân dân di chuyển vào nền đất của chúng ta chỉ trong bán kính là 1 km thôi ạ. Ở khu vực này thì có Ủy ban Nhân dân, Y tế, Bưu điện, Công an và chợ. Đặc biệt là chợ cách với vị trí nền đất của chúng ta chỉ trong bán kính là 750m thôi. Nền đất này sổ hồng riêng mới được cấp ngày 17 tháng 4 năm 2023, có cái diện tích là ngang 10, dài là 46.60, có 100m đất ở nông thôn, tổng diện tích là 463.3m2. Cách với vị trí ấp 30 tháng 4 của chúng ta chỉ trong bán kính là 750m thôi ạ. Ở khu vực này chúng ta có là Ủy ban Nhân dân này, trường học này, y tế, bưu điện. Trường học ở đây chúng ta có trường mầm non và trường cấp 1. Vâng, đây là trường cấp 1 đấy ạ. Và từ vị trí trường cấp 1 này di chuyển đến nền đất của chúng ta chỉ trong bán kính là 750m thôi ạ. Nền đất này của chúng ta cách với đường DH507 chỉ trong bán kính là 190m thôi cô chú anh chị ơi. Khu vực dân cư đầy đủ các tiện ích. Và đây là một cái ngã ba của An Linh và An Long. Tuyến đường này thì đang được tu sửa, đang được mở cống ạ. Khu vực này là trung tâm của xã An Linh. Và đây em đang di chuyển là tuyến đường DH507, là một tuyến đường được quy hoạch mở rộng là đường 32m lên xã lên tỉnh ạ. Và để vào được nền đất của chúng ta thì chúng ta sẽ đến cây xăng này. Và từ vị trí cây xăng này sẽ di chuyển vào ấp 30 tháng 4 số 17. Mặt tiền nền đất của chúng ta là đường nhựa có chiều dài là 6m, hai ô tô né nhau thoải mái, khu vực dân cư đông đúc ạ. Điện nước đều có sẵn hết rồi ạ. Nền đất của chúng ta thì đã được gia chủ là rào B40 hết rồi ạ. Đây chính là vị trí nền đất ạ. Đất thì bằng phẳng, khu vực dân cư, mặt tiền đường nhựa. Hiện tại gia chủ đang gửi em bán với mức giá là 1 tỷ 250 triệu. Đất của chúng ta có diện tích ngang 10, dài là 46.60, có 100m đất ở nông thôn và 363.3m là đất cây lâu năm, tổng diện tích là 463.3m2 ạ. Đất bằng phẳng đã được gia chủ là rào B40 hết trơn rồi. Đất của chúng ta là có mặt tiền hướng Bắc. Đường nhựa này là đường nhựa, có tên đường là ấp 30 tháng 4 số 17. Nhựa của chúng ta có chiều rộng là 6m, hai ô tô né nhau thoải mái. Từ vị trí nền đất di chuyển ra DH507 chỉ trong bán kính 190m thôi. Và từ vị trí này mình quay ngược lại, hiện trạng đang là đường cụt, trong bán kính là 120m. Tuy nhiên áp quy hoạch của năm 2030 vào thì đường ở đây là cho thấy là đường thông nha cô chú anh chị, là một tuyến đường bàn cờ. Đất của chúng ta thì bằng phẳng, khu vực dân cư. Hiện tại gia chủ đang gửi em bán một giá là 1 tỷ 250 triệu. Cô chú anh chị mình quan tâm thì hãy liên hệ với em ngay nha. Đất thì đã được gia chủ là rào hết rồi. Còn bây giờ em mời cô chú anh chị mình nhìn qua hình ảnh flycam để chúng ta cùng quan sát được khu vực dân cư. Từ vị trí nền đất của chúng ta di chuyển ra đường DH507 chỉ trong bán kính là 190m thôi cô chú anh chị ạ. Và di chuyển ra đến đường DH507 rồi. Nếu cô chú anh chị mình di chuyển theo hướng bên tay trái thì sẽ về Tân Hiệp và bên tay phải sẽ về bên trung tâm của xã An Linh, chỉ trong bán kính là 750m thôi ạ. Khu vực này thì dân cư đông đúc, tuyến đường DH507 thì đang được quy hoạch mở rộng là đường 32m liên xã liên tỉnh. Và di chuyển đến vị trí này thì chúng ta sẽ tiếp nhận được một cái ngã ba. Ngã ba này cô chú anh chị mình rẽ về bên tay trái thì chúng ta sẽ di chuyển về bên An Long. Còn rẽ bên tay phải cô chú anh chị sẽ rẽ về bên An Linh rồi An Thái. Và cứ tiếp tục thì cô chú anh chị mình sẽ di chuyển đến huyện Đồng Phú của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ạ. Và ngay bây giờ em xin ráp quy hoạch của năm 2030 để cô chú anh chị mình quan sát. Quy hoạch năm 2030 cho thấy là ngã ba hiện trạng đã trở thành một cái ngã tư. Và tuyến ngã tư này là một tuyến đường huyết mạch kết nối lên tận trung tâm của thị trấn Phước Vĩnh, chỉ trong bán kính là 7km thôi ạ. Và khi tuyến đường này khởi công đồng nghĩa với việc nền đất của chúng ta rất gần với tuyến đường lớn là đường DH507 và tuyến đường DH510. Và bắt đầu di chuyển từ khu vực này là chúng ta đã đến là trung tâm của xã An Linh, chỉ trong bán kính là 750m ạ.
khu vực này chúng ta có đầy đủ tiện ích như ủy ban nhân dân, trường học, y tế, bưu điện, công an. Trường học ở đây chúng ta có là trường mầm non và trường cấp 1. Khu vực này dân cư đông đúc, kinh doanh đủ loại mặt hàng như quán xá, quán ăn, nói chung đầy đủ hết mọi người ạ. Kèm theo đó là có những cái gara sửa chữa xe ô tô nữa ạ. Khu vực trung tâm của xã An Linh, cô chú anh chị mình quan tâm thì hãy liên hệ với em ngay nha. Còn bây giờ, em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm theo dõi ạ.